Tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Điện được thành lập năm 1976, dựa trên Trường Kỹ thuật Gia Định. Giai đoạn đầu thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng tập thể nhà trường đã phấn đấu vượt qua, đào tạo ra những thế hệ học viên đầu tiên đóng góp nguồn nhân lực quan trọng cải tạo, xây dựng đất nước sau thống nhất. Cùng với sự vươn lên phát triển của đất nước, nhu cầu đáp ứng năng lượng cho phát triển xã hội, đất nước là điểm then chốt, yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao đòi hỏi nhà trường cần không ngừng nâng cấp chính mình. Đến năm 2005, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Điện 2. Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra sứ mạng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành điện và xã hội. Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu phát triển mình thành trung tâm đào tạo tiên tiến, hiện đại nhất của ngành điện ở phía Nam, là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ uy tín và đáng tin cậy.